chạy test đây, mình chạy nó thôi bảo bảo chút nè, mình chạy mình kiểm tra luôn chứ không phải. Ok, chào tất cả anh em nha. Hôm nay tranh thủ máy vừa mới đăng kiểm về lên cho anh em con máy cài Kubota L1802. Con này là ZL1802 nè, phải nói chứ rất là đẹp luôn, mới đem về luôn, chưa có vệ sinh lên đó. Vệ sinh lên cái thì nó đẹp cỡ nào luôn nha. Và từ từ mình cho anh em coi phần ngoại diện từ trên xuống dưới, từ trước ra sau trước đi ha, cho nó từ từ. Còn cái mặt nạ phía trước á thì mình đã gỡ ra để mình gắn bình cho mình test nha, mình chưa gắn vô nha. Nó ở trong kìa thấy không, còn xíu bụi, đóng bụi nó bao cái gác rồi đó, lọc gió rồi nó gác là chặn gác lại ha, còn rất là bẩn luôn ha. Vệ sinh lên cái thì rất là ok rồi nè. Vỏ trước nè thấy không, còn rất là đẹp luôn nè. 18 HP, một cầu nha, bên cơ xúc cơ còn rất là ok, chỗ để bình cũng còn rất là đẹp luôn, đèn đốm thì là ổn áp luôn. Vỏ thì phải nói chứ, cặp vỏ này phải nói chứ gần như mới luôn á. Tem nè, đẹp thấy không đó, đây là tem bạc luôn nè thấy không, nó rất là đẹp luôn, còn nguyên zin luôn, rất là đã luôn, nhìn rất là hết luôn. Bô này thì dặn bô đen thôi, nó rất là đen vậy thôi, nhưng mà thật ra nó rất là mới á, nó đen vậy thôi nhưng mà nó mới lắm. Đây, đây có cái nồi hết ở bên trong này, nó đẹp nè, nó đóng cặn đóng bợn hơi nhiều nhiều vậy thôi, nhưng mà thực chất ra nó còn rất là đẹp. Vệ sinh lên cái thì nó nói phải nói chứ là ken xà ben luôn. Con này thì ba má nha, cổ bô còn rất là đẹp, rất là trắng nè, anh em coi cổ bô nè, đánh giá là thấy không, trời ơi đẹp gì mà đẹp dữ, sáng gì mà sáng dữ, rất là ok luôn. Nó cắt nước ở đây rồi, đây nói chung á là vệ sinh lên thì nó đẹp, thì nó hơi bẩn bẩn gì thôi, nhưng vệ sinh lên nó thì nó ok, còn bên trong là nó ổn áp không là cạch đầu luôn. Rồi ở dưới đây thì cái gầm của nó thì còn rất là đẹp luôn. Rồi tem của nó nè, muốn coi tem gì thì coi đi ha, L1802 chữ nhật phần lớn ở dưới ha. Thì con này tốc độ là 2007 nè ha, anh em coi thông số nha, đó là tốc độ 2007 nha. Đó, 18 ngựa ha, mâm còn rất là đẹp, tròn vành này ha, còn gầm nè rất là ok luôn, thấy không, ở dưới nè ổn áp, con lành cành đào luôn. Trời ơi vệ sinh lên cái nó thì nó sáng nè, nó đóng cặn đóng đất gì thôi nhưng vệ sinh nó mới sáng nha. Sơn này là sơn zin của nó luôn á. Rồi chỗ gác chân của nó, gác chân của nó thì phải nói chứ rất là đẹp luôn ha. Rồi đây còn luôn là cái tem của nó nè ha, L1802 chỗ mà đạp con nè còn rất là ok luôn, nói chung là nó mới vậy. Cái độ mới của nó rất là đã, ghế của nó là ghế zin là phải nói chứ trước đẹp sau đẹp, trước sau như một, chứ không phải là trước đẹp mà sau nó xấu đâu. Đây số sới, đây là số hoạt động bình thường ha. Rồi cái điều đáng nói bây giờ là cái số giờ hoạt động của nó rất là ít. Con này rất là lướt, túp lo còn rất là đẹp, còn sáng trưng luôn nữa thấy không, nó rất là sáng luôn, sáng còn sáng đẹp, kính cỡ kính phần cỡ đó đó. Con này mới có 539 giờ, 539 giờ phải nói là siêu lướt, lướt như lướt sóng vậy đó, cực kỳ đã luôn. Rồi đây vỏ, vỏ sao còn rất là đẹp luôn, gai còn rất là chạy, không bị nứt vỏ gì hết trơn, còn rất là đẹp. Mâm thì nó đẹp nè thấy không, nó đẹp cỡ này thì thôi chứ còn gì nữa, ốc thì gần như là còn mạ 7 màu luôn nè thấy không, nó rất là ok luôn. Về trong thì còn rất là đẹp luôn, nhìn rất là mê luôn ha. Mình nhìn con này mình còn mê đây mà, anh em mà vào việc thì cứ liên hệ nha, địa chỉ là quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ở đây thì có vài thông số nè, còn rất là đẹp luôn nè thấy không, nó nhìn không hiểu gì hết nhưng mà ảnh đẹp quá, quay cho anh em coi á. Ốc ác phía sau có đèn phản quang nè, rất là đẹp luôn. Kiếm đuôi sới, kiếm còn rất là đẹp, đốc sơn ít, đuôi sới còn rất là ok ha. Rồi đùi nè ổn áp luôn, rất là đẹp luôn, còn xanh dờn luôn, mâm trong còn trắng chạch heo đó, ok ha. Hai bên là đẹp phải nói chứ, trời ơi mấy con máy tuyển như thế này thì xài phải nói chứ không biết tới khi nào luôn á. Của bên thì tại người mình xài này có ép tải quá thì được à, đó tuổi nào thì xài sức đó vậy thôi. Đó, xài rất là ok. Ghế đây trước sau như một, rất là ok, rất là đẹp luôn, đẹp phải nói luôn. Đây vừa đẹp nhất thế giới này, đẹp nhất thế giới luôn ha. Rồi đây wow, vỏ bên đây còn rất là ok, rất là đẹp luôn, mâm nè ổn áp, trời ơi mâm nó đẹp vậy nè. Đó,
hai bên là đẹp như nhau luôn. Còn phía dưới đây thì nó có cái gì? Nó về ốc đồ rất là ok nè. Nói chung con này mình đánh giá là còn khoảng 90%+ luôn. À, bạo gan đánh giá vậy luôn. Rất là ok. Gương còn rất là đẹp luôn ha. Đó, ok luôn. Gầm bể còn ổn. Chỗ này vệ sinh lên cái thì nó đẹp. Phải nói luôn. Nó đẹp như ý luôn. Rồi, giờ mình sẽ soi cái gầm bên đây ha. Gầm bên đây, ok luôn. Đó, có chỗ nào mà anh em coi không rõ hay còn thắc mắc vấn đề nào thì cứ liên hệ alo số điện thoại nha, để mình giải đáp thắc mắc rồi ha. Đó, ok luôn ha. Rồi, bây giờ mình đi xa xa ra cho anh em coi cái phần tổng quan, sau đó mình tiến hành đến cái phần test máy cho anh em coi nha. À, cho coi anh em sơ lược lại cái mình có thể hình dung được cái con máy là nó đẹp cỡ nào ha. Đó, cỡ này là ok chưa, thấy không, nó đẹp như vậy đó. Rồi bây giờ tiến hành cái phần test máy nha. Rồi hôm nay là mình tiến hành mình test con Kubota ZL 1802 nha. Đó, con này vừa về luôn, rất chi là đẹp luôn. Đó, cái gì á, rất là đẹp luôn. Phải nói chứ con này nhìn mà còn ghiền nữa. Giờ mình sẽ tiến hành mình test cho anh em coi xương xương để anh em đánh giá được con máy như thế nào nha. Nhìn cái ngoại diện con máy như thế này phải nói chứ là khỏi chê, khỏi chê. Nói không phải thân bóc cái con máy này, con máy này phải nói rất là đã, rất là ok luôn. Nó đẹp mà, đẹp cỡ này luôn á, chưa vệ sinh luôn, mới đăng kiểm đem về chưa có vệ sinh gì hết trơn á mà đẹp cỡ vậy, mà vệ sinh lên rồi á, thì không biết nói như thế nào luôn. Với lại một điều nữa là cái số giờ hoạt động nó đẹp, nhưng mà cái số giờ cộng với cái số giờ hoạt động của nó rất là thấp, cho nên phải nói là nó cực kỳ đã luôn. Nhỏ mà có vỏ đó nghe. Đó, thì con này mình có thể kéo móc nè, đủ kiểu hết. Tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ, coi mình làm gì nó có phù hợp với cái công việc của mình nha.